Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Quảng Bình bình tĩnh, quyết tâm vượt qua đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 25 tháng 7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu. Đại biểu tỉnh Quảng Bình đã có bài phát biểu thảo luận tại hội trường. Thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 và báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, năm 2021 là năm bản lề khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới cho nền kinh tế xã hội nước ta. Được mở đầu bằng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ đây, những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội đề ra tạo tiền đề cho những thắng lợi trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Tuy vậy, bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025, chúng ta cũng đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và trong nước. Đó là kinh tế xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn, thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, đặc biệt đại dịch COVID-19 kéo dài, phức tạp đã làm đảo lộn nghiêm trọng tình hình thế giới và trong nước. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng, trong bối cảnh đó, có thể thấy rằng những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội của nước ta đã đạt được trong thời gian qua rất đáng ghi nhận. Đó là tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ tín dụng, tỷ giá ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được giữ vững. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm khẳng định, những thành quả nêu trên thể hiện rõ nét những cố gắng, nỗ lực và sự sáng tạo linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của chính phủ. Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng thể chế kinh tế, tăng cường giám sát, chất vấn. Các cơ quan tư pháp, công an, tòa án, viện kiểm sát đã bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo nên các điều kiện cần thiết cho phát triển kinh tế xã hội. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cũng nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà chính phủ đề ra. Đồng thời đề nghị Quốc hội, chính phủ cần quan tâm một số vấn đề về việc đối phó với dịch COVID-19, về nguồn lực tài chính cho công tác phòng chống dịch, về tận dụng nhanh cơ hội từ thương mại điện tử và một số vấn đề khác. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ đề cập trong các chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh ở thành phố Đồng Hới, khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại vũng chùa Đạo Yên, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, bến Phá Long Đài, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, hàng 8 thanh niên trung phong trên đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính và di tích quốc gia thành cổ Quảng Trị. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nguyện hứa sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ra sức học tập rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Trần Xuân Bình ở thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Gia đình ông Trần Xuân Bình thuộc diện hộ nghèo của xã, bản thân ông Bình thường xuyên bị ốm đau. Thấu hiểu và sẻ chia về những khó khăn mà gia đình ông Bình đang gặp phải, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng để giúp đỡ gia đình xây dựng ngôi nhà có diện tích khoảng 70 m², kinh phí xây dựng gần 350 triệu đồng. Số tiền còn lại huy động từ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần động viên gia đình ông Trần Xuân Bình nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, tính đến 15 giờ ngày 24 tháng 7, tổng số công dân đang cách ly tại nhà nơi cư trú là 2.694 người, cách ly tập trung 678 người. Trong ngày đã lấy 408 mẫu, thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR. Số mẫu cho kết quả âm tính là 170. Hiện còn 238 mẫu đang chờ trả lời kết quả. Như vậy, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, CDC Quảng Bình và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đã lấy 348 mẫu F1, trong đó 261 mẫu cho kết quả âm tính. Đến 6 giờ ngày 25 tháng 7, CDC Quảng Bình thông báo 87 mẫu còn lại của F1 liên quan đến 3 bệnh nhân nhập cảnh từ Nga, xét nghiệm lần 2, và 16 mẫu F1 xét nghiệm lần 1, tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tổng số mẫu CDC Quảng Bình xét nghiệm trong ngày 24 tháng 7 là 382 mẫu. Thưa quý vị và các bạn, để giúp người sử dụng lao động nắm rõ chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình vừa có công văn thông báo cụ thể như sau. Đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, phải đảm bảo các tiêu chí. Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc. Phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tài khoản 3, điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Đối với người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh phải đủ các điều kiện như phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Đối với người sử dụng lao động, hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất kinh doanh thì cần đảm bảo điều kiện. Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn. Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Khách hàng là người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, trực tiếp liên hệ với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình và phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để được hướng dẫn thủ tục vay vốn. Sau khi áp dụng chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn, huyện Bố Trạch đã có sự chỉ đạo cụ thể và kịp thời nhằm đảm bảo giải quyết công việc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện một số thủ tục hành chính. Theo đó, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các phòng ban cấp huyện và ủy ban nhân các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh nhằm hạn chế việc đi lại và tiếp xúc trực tiếp của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, giải quyết công việc, hội họp bằng hình thức trực tuyến, gửi nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng và xử lý các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong các nhiệm vụ có liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính, thì ngoài thực hiện chỉ đạo chung đối với cấp ủy chính quyền của các địa phương, các cơ quan trực thuộc, thì chúng tôi cũng có thể chỉ đạo thêm cái bộ phận một cửa và một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã quan tâm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để người dân giao dịch qua cái hệ thống sử dụng cái công nghệ thông tin và giao dịch qua cái hệ thống dịch vụ bưu chính công, đảm bảo tạo được cái mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức khi đến giao dịch trong cái điều kiện mà trên địa bàn huyện đang thực hiện giãn cách theo cái chỉ thị 15. Trong trường hợp người dân trực tiếp đến làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là tại bộ phận giao dịch một cửa liên thông, các cán bộ nhân viên làm công tác tiếp dân sẽ hướng dẫn cụ thể
chi tiết việc đảm bảo các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Được sự hướng dẫn của phòng giao dịch một cửa thì làm rất chú đạo và tốt. Số lượng người thì thực hiện giãn cách theo quy định và đến thì được cán bộ hướng dẫn đăng ký kê khai về y tế rồi sát khuẩn. Và trong quá trình giao dịch thì được cán bộ nghiệp vụ của văn phòng một cửa hướng dẫn làm chú đạo, nhanh gọn, tạo điều kiện cho người dân hoàn thành công việc. Mặc dù số lượng người đến làm việc, giao dịch giảm hẳn so với trước khi áp dụng chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, khối lượng công việc hàng ngày vẫn tương đối lớn. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch đã chủ động bố trí cán bộ để giải quyết công việc theo đúng trình tự, đảm bảo nhanh gọn và hiệu quả. Trước đây là một ngày là trung bình là khoảng 25 đến 30 người. Nhưng từ ngày mà thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 thì người dân là trường hợp họ cần thiết họ mới đến. Trong quá trình giải quyết là phải kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, minh bạch, khách quan, không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Cá nhân tôi cũng như là tập thể lãnh đạo ủy ban huyện rất là mong muốn được sự chia sẻ của bà con nhân dân cũng như các tổ chức cá nhân chia sẻ về cái bối cảnh chung trong cái bối cảnh tình hình dịch bệnh để có những cái đồng hành cùng phối hợp tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc trong cái giải quyết công việc mà đảm bảo được đời sống an sinh cũng như việc phát triển chung của xã hội. Sự chỉ đạo cụ thể kịp thời của huyện Bố Trạch trong giải quyết công việc và thực hiện các thủ tục hành chính không chỉ đảm bảo sự vận hành liên tục của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn mà còn góp phần chung tay cùng với toàn xã hội đẩy lùi đại dịch COVID-19. Trong những ngày nhà nào ở yên nhà đó thì những chiếc loa truyền thanh cơ sở đã phát huy hiệu quả và đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Từ khi tỉnh Quảng Bình ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn, những chiếc loa truyền thanh cơ sở đã trở thành công cụ hữu ích trong việc thường xuyên thông báo những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh cũng như các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đây mà cái giai đoạn mà COVID nó chưa bùng nổ, hoặc là những cái công tác khác quan đến tình hình dịch bệnh cũng như các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đây mà cái giai đoạn mà COVID nó chưa bùng nổ, hoặc là những cái công tác khác thì chúng tôi là thường thường trung bình là một ngày một lần. Còn sau khi mà cái dịch COVID-19 mà bùng phát với tiếp nhận được cả cái thông tin của địa phương, tính đến hai ngày này là chúng tôi phát tên hơn 7 đến 8 lần vào những cái thời điểm mà rất phù hợp cho bà con trong tổ dân phố. Khi mọi người hạn chế ra đường và tiếp xúc với nhau, thì việc chú ý lắng nghe các bản tin được phát đi từ hệ thống truyền thanh cơ sở sẽ giúp cho nhiều gia đình kịp thời cập nhật những thông tin về dịch COVID-19, đồng thời chủ động hơn trong phòng chống dịch bệnh. Tổ dân phố phát như vậy là gia đình nghe rất rõ các thông tin, đặc biệt là cái chỉ thị của 15 và 16 của chính phủ hạn chế đi lại và thực hiện 5K. Và đặc biệt nữa là nhắc nhở với con cháu trong gia đình phải thực hiện tốt, đảm bảo khi an toàn trong cái thời kỳ chống COVID. Hiện nay, 100% các xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới có hệ thống loa truyền thanh với 218 cụm thu. Trong những ngày này, hệ thống truyền thanh cơ sở đang phát huy tối đa công suất và trở thành một trong những công cụ tuyên truyền hiệu quả ở cơ sở trong phòng chống dịch COVID-19. Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt một số quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực, nhất là những quy định liên quan đến việc đảm bảo quyền của người sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, giá trị pháp lý của văn bản công chứng và chứng thực. Sự khác nhau giữa công chứng và chứng thực, hệ quả pháp lý giữa công chứng và chứng thực để làm cơ sở cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn hình thức phù hợp, thuận lợi, đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 17 ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong buổi chiều ngày 25 tháng 7 năm 2021, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh.
chiều trời hứng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 79 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 78 đến 96%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 62 đến 92%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 77 đến 97%. Khu vực thị trấn Văn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 61 đến 87%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 66 đến 90%. Vùng biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, độ cao sóng từ 2 đến 3m, biển bình thường. Chương trình thời sự trưa nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.